398 thiên. Ngày 398. Anh nghe và nhắc lại cách nói. Không phải ạ, chúng cháu đều là người Việt Nam. 不是啊，我们都是越南人。 不是啊，我们都是越南人。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bỏ thời gian nhìn một cái. Chô khung khai yển. Ngắn một chút càng đẹp hơn. Toái yi đẻ càng khó khăn. Sẽ có vẻ chân ngắn. Huy xiển thuế toán. Trên mắc viết là bao nhiêu tiền? Biểu trên sàng xỉa đờ sử tu sở chén. Thả lỏng một chút không khí. Chinh sung ý xa chỉ phân. Trời ạ, thật hay giả vậy? Thiên à, chân là giả đợ. Sau này sẽ có dịp. Hậu hủy yếu chi. Bán thế nào? Giờ mất mải. Không sao, không ảnh hưởng gì. Mấy quan chỉ. Chắc chắn sẽ, khẳng định sẽ. Khẳng định hủy. Hài lòng 100%. 100%的满意. Tiền lẻ. Lính chiến. 460.000. 46.000. Căn bản không đủ ăn. Căn bản bù cầu chứ. Phần của chị. 我的份. Còn phàn nàn. Hái bảo yuan. Ăn sạch rồi. Chứ quang lợ. Ăn xong. Chứ quán. Nghe theo em. Thinh nỉ đợ. Chỗ sát cửa sổ. Khảo trang hủ đớ vệ dự. Bên món ăn. Chải miếng. Đến thấy còn chưa thấy qua. Lén triển tông mấy triển của. Gợi ý cho chúng cháu, giới thiệu cho chúng cháu. Cái của mình thuê triển. Chẳng lẽ, lẽ nào? Nán đảo.